Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cái cách kiểm tra cái độ dốc của mái xem nó đã dốc hay chưa. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ dội nước vào cái thàn mái này các bạn nhé. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ xem nước nó có chảy không nhá, nó có chảy về cái lỗ thoát không nhá. Đó. Các bạn thấy không? Nước đang chảy về chỗ về cái lỗ thoát mái rồi. Đó. Vì nguyên lý của nước đó là nước chảy chỗ trũng mà các bạn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Như vậy là nước nó đã chảy. Không, hầu như là không có động này các bạn. Đấy, nó chảy hết về chỗ cái lỗ kia rồi nha. Đó, xin chào lại tất cả các bạn nhá. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Jimmy Tiên nhé các bạn ơi. Xin chào.